nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Wow wow wow. Và hello xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming đây nha. Ô đồ. Hôm nay thứ 6 có viên ngọc rồng có viên bí ngô 6 sao. Chúng ta phải nhận ngay. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là trở về con nick đẹp play của mình để thực hiện những clip sắp tới, thì đó là mở skill hoa đệ tử. Thì mình nghĩ là khá nhiều anh em thắc mắc tại sao mình vẫn chưa mở skill hoa đệ tử. Đến thời điểm hiện tại là tới lúc đổi đệ tử giờ thì cũng khoảng mấy hôm rồi đấy, được cũng gọi là gần tuần rồi. Thì mình đã có gọi là trao đổi với bên dịch vụ chấm mi, thì khi nào có sự kiện X2 thì mới úp thôi, còn không có thì không úp. Thì để cho đỡ tốn ngọc anh em ạ, đây ngọc thì mình vẫn còn hơn 200 ngọc cơ. Thì hôm mình mua có một căng ngọc cơ trên dịch vụ chấm mi thì cũng gần lên rồi. Đây mình sẽ show cho anh em xem luôn. Thì hiện thể chuẩn bị cho mở skill 2 thì mình phải chuẩn bị một số thứ. Nên ra là hôm nay mình sẽ quay clip. Thì đây là khoảng 122 triệu sức mạnh rồi. Thì hôm nay mình có bảo bên đó dừng tạm thời để mình vào mình quay qua, xong đó thì úp tiếp. Thì đã là 122 triệu sức mạnh. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho việc sắp tới là mở skill. Thì khá nhiều anh em hóng. Thì bây giờ mình phải đi ở đây là có bì ngô, ở nhà có ngọc rồng nữa. Thì để cho chuẩn bị cho sắp tới mà skill, thì nếu mà có ra Masenko thì mình có thể đổi được skill. Thì mong là không ra Masenko. Kamezuko đang thắm trở lắm rồi đấy. Khu 20 nha anh em. Thì mình qua đây để mình dùng con áp phụ, con nick của em mình. Từ lúc mình mở skill cho nó thì nó nghỉ game, nên là cho mình con nick này đấy. Cuộc sống mà anh em. Không hiểu tại sao nó tới lúc mình mở cả skill cho nó cái nó nghỉ game. Đó là một câu chuyện rất buồn anh em ạ. Rồi ở đây thì mình sẽ chuyển hết số bí ngô mình đang có sang cái nick thằng em mình. Thì ok, đây có một rồi này. Mình sẽ chuyển hai này. Mình sẽ chuyển hết sang để mình về mình lấy ngọc rồng nha anh em, chứ không phải là ngọc bí ngô đâu. Ok, 11. Chuyển cái này hơi lâu tí. 2. Mình cũng biết là anh em hóng mở skill điện tử của mình lắm. Vì mình mở cũng gần chục lần rồi mà vẫn toàn skill cùi thôi. Cuộc sống cuộc sống của mình thật là bế tắc anh em ạ. Suy nghĩ nhiều quá. Mình cứ như được anh em thì sướng quá nhỉ. Lần nào anh em nào mở lần đầu mở skill mà được Kamezuko phê thật. Mình thì chưa bao giờ được. Toàn mở nhờ mở hộ thì được thôi, còn mở nó cho nick chính thì không bao giờ được. Số thì nhỏ quá. Ok, mình sẽ khóa lại này. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua tắt phụ. Nick phụ này. Xong. Trong phi vụ này thì mình tốn khá nhiều ngọc với cả đầu tư khá nhiều tiền đấy anh em ạ. Nhiều anh em nói mình không có đầu tư tiền thì xin lỗi anh em nhé. Xin lỗi những anh em bảo là không, mình không có đầu tư tiền. Đây, anh em xem đi. Mình lạp tiền vào mua ngọc. Rồi đổi đệ tử, nâng skill. Úp, rồi cuối cùng lại mà ra skin cùi, mình lại đổi đệ tử, lại lạp tiền, lại mua ngọc, lại úp tiếp. Đó không phải là đầu tư tiền đúng không? Cũng là tiền bỏ ra chứ không phải ấy đâu. Đó, thì hiện tại đây là mình bỏ hết được số ngọc ngọc bình ngô rồi. Thì bây giờ mình sẽ về nhà nha em. Thì còn đúng một viên capsule, đúng là cuộc sống mà nghèo quá nên ra là còn đúng một viên capsule. Dùng một lần. Dùng một lần rồi bỏ. Ước gì như cái viên này nó là cái viên capsule đặc biệt thì phê. Mình lại phải tích mua, thỉnh thoảng lại chạy qua mua. Đây, từ rồi để mình thoát bên này đi cho đỡ lag anh em ạ. Ok. Được rồi, thì mình sẽ lấy một số ngọc của ngọc rồng. Trước đây mình có làm một cái video tích tất cả ngọc rồng trong các nick của mình hiện đang có. Và mình đã tích được cường này ngọc rồng rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra xem nào. Chắc mình nghĩ là viên 3 sao này mình không cần lấy ra đâu. Rồi cứ bỏ ra xem nào. Bây giờ mình sẽ qua ép để chuẩn bị cho sắp tới. Nếu mà mở cùi cùi thì bỏ thêm ít vàng ra, mua thêm ít vàng nữa, xong mua một viên 1 sao đổi. Đúng anh em? Mà đổi cái này chỉ đổi một rồng thì chỉ đổi skill 3 thôi. Còn cái này thì mình nghĩ là không cần thiết đổi skill 2 đâu. Skill 2 thì nếu mà có ra Masenko ấy thì mình sẽ
bỏ ít vàng ra mua bí ngô. Mình thấy khá nhiều anh em đổi hơn 100 bộ bí ngô rồi mà vẫn chưa được cái skill ngon. Nhiều anh em thì đổi 1-2 bộ là được. Anh em có thủ thuật thì chỉ mình đi. Đừng có giấu nghề. Có nghề thì chia sẻ cho anh em cùng biết. À, anh em nào mà không muốn chia sẻ hay là không muốn anh em nào biết thì có thể inbox mình cũng được. Facebook mình có, Zalo mình cũng có. Nhưng mà hiện tại Zalo mình sẽ không có gọi là gì nhỉ? Không có để lộ đâu. Thì Zalo mình làm trong công việc thôi. Còn Facebook thì anh em còn nhắn tin Facebook mình sẽ rep hết. Còn một số anh em mình không rep được thì thông cảm nhá, vì công việc mà. Ok, nhập cọc rồng. Ở đây mình sẽ ép hết số ngọc rồng 4 sao này đi. Hay. Mà ngọc bí ngô có ép được không anh em nhỉ? Mình không nhớ lại, mình không có thử ép ngọc bí ngô. Rồi rồi, một viên 3 sao đầu tiên. Ồ, thế này không đủ rồi. Thế này làm sao được một viên 2 sao? Thiếu rồi. Mới được chỗ này là được có 4 3 6 à. Thiếu một viên thì mình sẽ ép một viên 4 sao đi. Có gì mua thêm. Còn cái bí ngô thường này này thì anh em nào có thì có thể inbox mình sẽ mua. CV2 nha anh em. Bí ngô thường này này mình muốn đổi cả trang để úp đệ tử cho dễ nhưng mà không có bí ngô này này. Cái bí ngô này này sắp hết sự kiện rồi. Còn mấy ngày nữa là còn hơn chục ngày là còn đúng là chục ngày nữa thôi. Chục ngày nữa thôi là hết sự kiện Halloween rồi. Không biết thế nào đây, tình hình thế nào đây. Đây em đốt viên 3 sao nữa này. Lần này phải chơi lớn rồi. Vì con đệ cuối cùng rồi, con đệ cuối cùng mà còn thất bại nữa thì thôi mệt lắm, tôi mệt lắm. Ủa, ngọc rồng nào đây? Mình ép viên 4 sao cơ mà. À đúng rồi, ok, tự cho thêm vào. Thì hiện tại là được 6 viên 3 sao rồi, còn được một viên 2 sao rồi. Phí quá. Trời ơi, hết 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 ngọc rồng rồi. Em hết chỗ số 5 sao này cũng được, tạm ứng đi. 50 bí ngô thường là được cái gì nhỉ anh em nhỉ? Cải trang gì nhỉ? Mình có xem qua nhưng không để ý lắm. 50 bí ngô thường sẽ được cải trang gì ta? Còn sắp tới ra map mới nữa chứ. Mà mình sorry anh em nha, một số anh em bảo mình trong clip trước mình có bảo là mình làm về cái review qua về cái map mới ấy, mình ít theo dõi lắm, mình không có xem phim ấy. Đơn giản là mình thích chơi game chứ mình không có xem phim. Mình có xem nhưng mà mình không có xem bản nâng cấp ấy, mấy cái bản tiếp theo ấy. Mình chỉ xem những bản đời đầu thôi. Super support thì mình không có xem. Được rồi, đây là ta đã có được rồi. Không đủ ta nhỉ. Là ép viên 6 sao đi. Ép viên 6 sao để lên 6 4 sao. Người ta tích hay tích tiểu thành đại đúng không? Tích đại thành tiểu hay tiểu thành đại? Trời độ. Trời ơi. Mong sau vụ này thì mở skill sẽ là Kamezuko. Để anh em có thể xem những clip hay hơn chứ cứ quẩn đi quẩn lại vẫn mở skin thì hơi ngán đúng không anh em, nhưng mà mở skill cũng là cả một nghệ thuật đấy. Chắc chắn hôm đó mở skill thì mình sẽ quay cả mặt nữa, mong anh em xem ủng hộ mình sẽ mở cùng thằng em mình luôn thì để cho nó gọi là lấy cái niềm tin là mở được ma Kamezuko. Còn nếu mà Masenko nữa thì tôi cũng ngán lắm đấy. Đó thì được rồi. Chúng ta cứ ép hết ngọc rồng đi. Cuộc sống vì cuộc sống nhầm nhầm tôi đem gì? Ngọc rồng. Ngọc rồng là lơi chủ ngọc rồng thằng nào? Rồi rồi. Thì có một điều đặc biệt đó là sau sự kiện Halloween này thì mình nhận ra là một điều là cái con ma chơi à. Nó chuyên ra bắt cóc đệ tử rồi. Thì khi anh em úp đệ tử đúng không? Thì con ma chơi xuất hiện ra và nó dụ dỗ con đệ tử của bạn của anh em đi ra chỗ khác thì gọi là bắt cóc đệ tử. Nó chơi đùa với con đệ tử ấy thì con đệ tử nó sẽ không đánh, nó cứ đi theo con ma chơi thôi. Đó là mình điều mình thấy ức chế nhất ở cái con ma chơi ở trong sự kiện Halloween này. Mà nó cũng là một tính năng thú vị mà. Tính năng của game thôi mà, nó cũng chỉ là tính năng của game thôi. Tăng độ khó cho người chơi. Mà nó cũng là mình bất tử đấy. Gì nữa, phê con gì nữa, bất tử không ai giải thích đúng không?
Bất tử trong 30 phút, quá tuyệt vời. Ok. Thì hiện tại được 6 viên 3 sao này. Thiếu à, vẫn còn thiếu rồi, 4 sao thiếu. Thì mình sắp được 1 viên 2 sao rồi. Thì có gì chắc mình phải mua thêm thôi chứ bây giờ làm gì có ngọc rồng đâu mà để ép nữa. Bây giờ còn thời gian là thời gian nào đó mà đi doanh trại nữa. Chỉ có những anh em bây giờ mới chơi thì có thể anh em bang BT vui vẻ với nhau đi doanh trại để kiếm ngọc 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 để bán chứ bây giờ mình có thời gian đâu mà đi ngày đi 3-4 cái BT để kiếm ngọc rồng bao giờ đúng không? Ở đây có anh em nào vẫn còn đi kiếm ngọc rồng ở trong doanh trại không? Đương nhiên là phải có người mua thì mới có người bán đúng không? Vậy vẫn là có người mua thì anh em mới đi kiếm chứ anh em tích thì 1 năm chưa chắc đã được anh em nào bình thường cày 1 năm chưa chắc đã được 1 viên 1 sao đâu. Còn đa số là vừa tích của nhiều người và đi nhiều BT hoặc là mua ngọc rồng thì may ra là gọi được chứ bình thường tích không thì cũng khó lắm. Một BT để mà đi mà tích được thì gọi là quả một quá trình đấy. Đó thì bây giờ được 6 viên rồi này, cất tạm đây này. Xong còn chúng ta xong mình đó mình sẽ đi mua thêm ít bí ngô nữa. Bí ngô sao ấy để chuẩn bị gọi mà. Khi mà skill là mà nếu ra skill mà Senko cá là mình gọi luôn. Hay, mong là admin game này đừng có chôn mình nữa. Mình ngán cái vụ của Masenko lắm rồi. Ok, thì dương đồ đã full rồi, 20/20. Không có cái gì ngoài mấy cái đá lục bảo ruby này. Ngày xưa thì tranh nhau bán, giờ chả thấy ai bán mấy cái nữa. Ok thì chắc là mình sẽ dừng video ở đây và mình sẽ đi kiếm thêm một ít một vài số món đồ bí ngô hiếc để khoảng mấy chục bộ thôi. Thì xong clip sau mình mở skill điện tử thì mình sẽ mở, nếu mà ra Kamezuko thì tuyệt vời luôn. Còn nếu mà ra Masenko thì đó là một câu chuyện buồn và mình sẽ đổi số bí ngô đó để lấy skill mới. Mong em tiếp tục ủng hộ mình và mình sẽ theo hành trình con series đẹp play này từ lúc kênh mới lập và đến tận ngày hôm nay. Đó là khoảng năm 2003-2014. Cũng tầm khoảng 4 đến 5 năm rồi. Mình cứ cầm cơ cỡ đúng không? Tầm đi đó. Cũng khá là lâu thôi. Đó thì ok, cảm ơn anh em đã xem. Và nếu thấy video hay để lại cho mình một like, một subscribe và được cũng như là ấn vào cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình nhé. Thì ngoài ra video nó chỉ có thế thôi. Mình chứ không có làm cái gì IBK khủng khiếp như nhiều anh em khác được. Nên là nhiều anh em xem video thì nếu mà có thấy xàm quá thì có thể comment ý kiến phía dưới. Ok, bye bye và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.